Trân trọng kính chào và rất cảm ơn khán thính giả đến với chương trình bình luận thời sự của Vietcao TV. Hôm nay là chương trình ngày thứ tư 10 tháng 4 2019. Rất vui mừng gặp lại nhà báo Vy Quy. Dạ vâng, kính chào tái ngộ cùng quý khán giả truyền hình Vietcao. Kính chào giáo sư Trần Chi. Vâng, thưa khán thính giả, thưa nhà báo Vy Quy, mở đầu cái bình luận hôm nay chúng tôi bình luận về cái đề tài là các cái nước Âu Châu và dư luận báo chí nói rằng là trong cái chiến tranh mậu dịch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì Mỹ có lẽ là sử dụng, lợi dụng cái chiến lược và với Trung Quốc là Mỹ đưa hình như là dùng cái chiến thuật cơ hội, chiến lược cơ hội nhiều hơn là có cái trung thành với các cái đồng minh của mình. Nghĩa là ông Trump, người ta nói ông là một người thương gia, vì thế cho cái gì được là ông làm, ông bất kể cái đó là có hại hay có lợi đồng minh hay là cái chuyện nó có chứ có sao. Do đó ông bị nghi ngờ là sử dụng cái chủ nghĩa cơ hội trong cái chiến tranh thương mại với đồng minh. Thưa anh Viên Huy, phải nói cuộc chiến tranh thương mại hiện nay mình nói hoài đó là nó là mang cái tính là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nghĩa là chiến tranh lạnh cũ hồi xưa là chiến tranh ý thức hệ một mà chủ yếu là quân sự. Bây giờ chiến tranh thương lạnh mới, có đó là cái thuật ngữ mới giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa hai cái nền kinh tế lớn nhất thế giới và chủ yếu là kinh tế thương mại tài chính, không có vấn đề quân sự. Vì thế cho nên người ta thấy tại sao ông Trump ông hơi chần chờ, không có mạnh dạn ở trong Biển Đông là tại vì không có nặng về quân sự, cái đó là người ta nhận định như vậy. Nhưng mà khi trong chiến tranh thương mại hiện giờ đó, ông Trump đang tìm mọi cách để mà thúc đẩy các cái đồng minh của mình, đặc biệt là các cái nước Liên Âu, làm thế nào để mà trừng phạt hay là không có sử dụng, không mua hàng Trung Quốc, đặc biệt là mua cái công ty mua hàng của công ty Huawei là cái vấn đề điện toán. Thì các cái nước ông Trump nêu lên lý do là an ninh của nước Mỹ, nhưng mà đối với các cái nước Âu Châu và người ta thấy cái đó nó không có đúng gần gũi người ta, hay là người ta chưa có cảm nhận được cái đó bởi vì nó còn rất là xa. Khi mua cái hàng hóa đó không có thấy cái gì an ninh hại cho nước Pháp, nước Đức, nước Anh, nói chung là EU cả, do đó người ta không có sốt sắng lắm. Cái thứ hai đó là ông Trump nói rằng người ta mua cái đó của hàng của Trung Quốc so với mua hàng của Mỹ trong cái thế hệ 5G thì hàng Mỹ nó mắc hơn rất nhiều, vì thế cho nên người ta không có chịu thiệt thòi. Mà trước đó ông Trump nói rằng là ông sẽ tìm cách ông bồi đại bù lỗ lại cho cái đó để tưởng thưởng cho những cái công ty này bằng cách này cách khác, nhưng mà cái đó bây giờ không có thấy ông Trump thực hiện cái điều đó. Do đó người ta thấy là cái ông Trump không có thừa giữ cái lời hứa đó. Cái thứ ba nữa là người ta thấy khi mà Trung Quốc offer một số cái quyền lợi tốt cho Hoa Kỳ, ví dụ như là Trung Quốc nói là chúng tôi mua 1.000 tỷ nông phẩm và những cái hàng công nghệ của Hoa Kỳ trong 6 năm, ông Donald Trump nói là trong 2 năm chẳng hạn. Tất cả cái đó ông Trump có vẻ là bị mua chuộc hay là bị dụ dỗ hay là bị ru quến bởi cái quyền lợi đó đối với nước Mỹ. Thì cái đó người ta nói rằng ông Trump là một cái người cơ hội. Hình như là ông Trump đồng ý với cái chuyện mà Trung Quốc đưa ra 1.000 tỷ. Mà hết Trung Quốc đưa ra 1.000 tỷ thì Hoa Kỳ được hưởng, nhưng mà các cái nước EU họ mua hàng của Trung Quốc mà giờ họ bỏ, họ mua hàng của Mỹ, họ không có hưởng được cái gì cả. Do đó người ta nghi ngờ rằng ông Trump là một người cơ hội chủ nghĩa, cho ông Trump rất khó thuyết phục các cái nước trên thế giới để mà tẩy chay Huawei. Hiện giờ chỉ có hai nước là Úc và New Zealand, tức là Tân Tây Lan mà thôi. Ngay cả các nước mà cùng với ông Trump để mà bắt bà giám đốc tài chính của Huawei cũng không có dính với vấn đề là đồng ý với ông Trump về vấn đề là tẩy chay cái hàng Huawei cả. Do đó người ta nghi ngờ rằng ông Trump là một người cơ hội chủ nghĩa, và nếu có cái đó thì cũng không có gì sai bởi vì ông Trump là một cái người thương gia, mà cơ hội chủ nghĩa đó không phải cho cá nhân ông mà cho cái nước Mỹ, thì các cái nước khác họ thấy rằng như thế là mình bị hy sinh. Thưa anh Nguyễn Huy. Vâng. Vấn đề là như thế này, chúng ta thấy rằng là tại sao mà Tổng thống Donald Trump trước đây thì quyết liệt lắm nhưng mà bây giờ lại cứ chần chừ. Vâng, thì phải chăng là ăn vào cái bả của ông Tập Cận Bình
Tức là ông muốn kéo dài cái thời gian ra để ông có một cái phương tiện khác và chờ một cái cơ hội khác để có thể mà dồn ông Hoa Kỳ vào một cái thế và chấp nhận ngang bằng chứ không phải là chênh lệch như bây giờ. Thì hiện tại bây giờ là chúng ta cũng nhìn thấy là cái cuộc thương chiến này á, nó làm hại cho cả hai phía chứ không phải một phía. Nếu mà Trung Quốc mà bị kinh tế mà bị chậm phát triển 10% thì ở Hoa Kỳ ít ra cũng bị 1%. Thì thưa quý khán giả, như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian mà càng kéo dài ra thì đâu có lợi cho cả hai bên, và đặc biệt là đối với Hoa Kỳ nữa. Vừa rồi thì giáo sư Chi có bình luận đến một cái thái độ của các nước ở Âu Châu đồng minh, và khi mà Hoa Kỳ kêu gọi là cùng góp tay vào trong cái cuộc chiến tranh thương mại với lại Trung Quốc thì Âu Châu có vẻ như là không có mặn lòng lắm, là bởi vì xét ra hàng của Trung Quốc vẫn là rẻ hơn hàng của Hoa Kỳ, và vì thế cho nên họ thấy rằng là ở đâu rẻ thì chúng tôi mua thôi chứ nó bất cần vấn đề gì khác. Thì điều đó cho nên chúng ta thấy rằng là cái thời gian mà Tổng thống Donald Trump hiện tại bây giờ mà chần chừ để mà hy vọng rằng là Trung Quốc sẽ lọt vào cái bẫy của mình thì không biết là sẽ có thành công hay không. Nhưng mà cái điều nắm chắc là hiện tại bây giờ chúng ta thấy là kinh tế Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng chứ không? Mặc dầu là thất nghiệp hiện tại bây giờ là nhiều hãng sở không tuyển mộ được công nhân mới lại người mà nhân viên làm việc. Điều đó chứng tỏ là công việc rất là dư thừa. Nhưng mà hiện tại thì người ta thấy rằng là như vậy, nhưng mà trong tương lai dài thì chưa biết nó sẽ ra làm sao, thưa giáo sư. Quay sang xong cái tình hình ở Libya bây giờ thì tất cả các nước trên thế giới đều hết là sửng sốt và kêu gọi là tất cả các bên phải ngừng chiến. Thì thưa quý khán giả, cái tình hình ở Libya nó tại sao là dẫn đến tình hình như hiện nay? Là như mà chúng ta đã biết rằng là trước đây vào năm 2011 đó thì ông đại tá Gaddafi là cái người mà chủ trương sau khi mà có cái làn gió cách mạng hoan lại tới Libya thì ông này đã chấp cơ hội và lật đổ cái chính phủ độc tài. Rồi nhưng mà cuối cùng thì ông lên ông lại còn độc tài hơn người ta, và vì thế cho nên đã bị các nước Tây Phương và đặc biệt là Hoa Kỳ là triệt hạ luôn. Và cái triệt hạ này thì trong cái sự triệt hạ này có một ông tướng là ông Kafta, và hiện nay thì ông tướng này được quốc hội bầu lên làm cái phe đối kháng với lại cái chính phủ hiện tại. Chúng ta cũng biết rằng là sau khi mà ông Gaddafi bị lật, đại tá Gaddafi bị lật đổ như vậy thì từ đó cho đến nay thì không lúc nào đất nước Libya được yên ổn. Năm phe bảy phái tranh giành với nhau. Cái điều này mà tất cả những người công dân Việt Nam mà nhớ đến thì chắc chắn lại nhớ đến sau khi mà lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm thì Việt Nam Cộng Hòa khi đó cũng mất 3 năm xáo trộn. Nhưng mà rất may là Việt Nam có 3 năm thôi. Còn đây Libya bây giờ là 8 năm rồi. Mà hiện tại bây giờ hai bên các phe phái nhiều lắm tranh giành với nhau về quyền lực chính trị. Và bây giờ tranh giành với nhau về quyền lực chính trị thì trong đó có hai cái phe. Một cái phe thứ nhất là ông thủ tướng, thì cái ông lập một cái chính phủ, và cái chính phủ này gọi là chính phủ hòa hợp, hòa giải dân tộc. Và chính phủ này đã được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thì coi như là chính danh. Nhưng mà cái ông Kafta đó, ông tướng Kafta đó thì được quốc hội bầu lên là dẫn đầu cũng một cái chính phủ khác. Và hai cái lực lượng này chia cái đất nước Libya gần như là mỗi bên chiếm giữ một nửa. Vì thế bây giờ ông Kafta, ông tướng Kafta này là không chịu cái ông thủ tướng, và vì thế cho nên vận động quân đội, đem quân quân đội về tấn công thủ đô Tripoli. Và hai bên đã đánh qua đánh lại với nhau và tiêu diệt nhau, và dân chết nhiều, lính chết cũng nhiều, và Liên Hợp Quốc đã phải lên tiếng kêu gọi là nên ông tướng nên dừng quân lại và tất cả những cái chuyện đó. Thì thưa quý khán giả, riêng về phía Mỹ thì quan niệm làm sao? Thì tư lệnh của quân đội Mỹ ở Bắc Phi đó thì cho biết rằng là quân đội Mỹ ở Libya đã được lệnh rút ra khỏi hết, không có dính dáng gì vào. Cái thứ hai nữa là các nước ở Liên Âu hiện tại bây giờ cũng tỏ ý là tất cả các bên nên phải ngưng chiến ngay lập tức, và ông tướng Kafta đó phải lập tức ngưng tấn công tất cả, không gây nên một cái tình trạng quá nguy hiểm như vậy đối với lại đất nước Libya. Còn Nga thì lại chống đối. Nga nói rằng là bây giờ kêu gọi một bên ngưng bắn
Thì tại sao không phải gọi kêu tất cả các nơi cùng ngưng bắn cả? Và vì thế cho nên đây là một cái chuyện có thể lại gọi là chúng ta thấy là ông Nga thì lúc nào cũng có vẻ như đối đầu với lại Hoa Kỳ và các nước phương Tây, thưa giáo sư. Đây là một cái bài học có lẽ là các cái cơ chế của Liên Hiệp Quốc phải để ý, là tại vì một cái chính phủ hòa hợp được Liên Hiệp Quốc công nhận và nằm tại thủ đô. Dạ. Thì ông đại tá kia là tạo ra một cái chính phủ của Quốc hội không nằm ở trong thủ đô nhưng mà là có quyền lực hơn, tức là ông có cái sức mạnh bị cái quân đội cũ, do đó nó tạo ra hai phe, mà hai phe này cũng không tự tồn tại được. Cái phe hòa hợp hòa giải thì được Quốc hội và một số nước, được Liên Hợp Quốc và một số nước yểm trợ, cái phe kia được một số nước yểm trợ cho nên họ mới có chiến tranh 8 năm như vậy. Và tới giờ này sở dĩ Bảo Viên Quy nói tình hình nó rối ren và bi đát tới giờ này là tại vì cái phe quân đội bắt đầu chiếm vào thủ đô Tripoli, chiếm vô đó và phải nói rằng làm cho gần 3-4 ngàn người phải chạy bỏ thủ đô. Và tình hình này các nước Mỹ phải rút ra khỏi cái thủ đô đó. Yeah. Thành ra xưa nay cái phe mà gọi là cái phe mà đảo, cái phe mà chống lại chính quyền đó là ở ngoài không có chiếm thủ đô được. Bây giờ họ chiếm thủ đô thì đây là một cái chuyển biến mới, có lẽ là Liên Hợp Quốc và họ không còn khả năng nữa, là bởi vì Nga cũng có dính vào trong cái tổ chức này. Đây là không biết rồi ra Liên Hợp Quốc giải quyết cách nào. Hai lực lượng của thế giới bên ngoài có rất nhiều quyền lợi nhưng mà người dân Tripoli là người dân chết chóc, hy sinh trong cái chiến tranh vô ích này, thưa anh Viên Huy. Dạ. Cảm ơn khán giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.